Vẹt xanh đặc trị ruồi vàng có lại rồi mọi người nhá. Công ty đã sản xuất lại rồi mọi người. Lâu lắm rồi đấy. Hai tháng nay hết cái thằng vẹt xanh ruồi vàng này, rất là nhiều các bác hỏi. Nhưng mà không còn hàng tại vì là công ty không sản xuất ra. Nhưng mà bây giờ công ty lại sản xuất lại mọi người nhá. Thì đây, vẹt xanh mà em vẫn chia sẻ cho mọi người phòng trừ những con đối tượng ruồi vàng ấy, cực hiệu quả luôn. Vừa rẻ mà lại hiệu quả mọi người nhá. Giá thành nói chung là hợp túi tiền. Để mình phun đối tượng ruồi vàng 25-30 ngày mọi người phun một lần. Riêng những cái thằng vượt xanh này mọi người phun 25-30 ngày mọi người phun một lần. Mưa nhiều thì mọi người 20 ngày, 25 ngày mọi người phun lại. Còn nắng nhiều thì mọi người 30-35-40 ngày mọi người phun lại một lần. Không có một con ruồi vàng, không có một con muỗi bén bảng mọi người nhá. Cực hiệu quả luôn. Nếu như phòng trừ ruồi vàng bằng những cái loại vẹt xanh này thì cực hiệu quả và rẻ tiền. Đã có thuốc mọi người nhá. Xin chia sẻ video cho mọi người. Các bác ai cần tư vấn, hỗ trợ thuốc thang cũng như là tiêu diệt con ruồi vàng châm quả, nó làm cho quả rụng thối ấy, thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại 0386 293 755, hoặc là nhắn tin với em qua số Zalo có phải màn hình ấy. Em sẵn sàng em tư vấn cũng như là chia sẻ hỗ trợ thuốc thang nếu như các bác cần. Đấy, nhà vườn em lại lấy về để nhà vườn em tiến hành em phun phòng trừ đối tượng ruồi vàng mọi người nhá. Cực kỳ hiệu quả luôn. Còn con chị con ngài mọi người nhá, chị con ngài thì mọi người sẽ tiến hành mọi người phun thằng này đây mọi người này. Chị con ngài mắt đỏ thì mọi người phun thằng này cực hiệu quả. Khi mà công ty hết cái chai vẹt xanh này không sản xuất ra thì mình cũng đi mua của công ty khác, mình mua cái thằng khắc tinh ruồi vàng này, nó có ba hoạt chất về để mình phun. Mình không nghĩ rằng là cái loại này nó lại trị được con bướm mắt đỏ mọi người nhá. Mình phun xong cái là con bướm mắt đỏ bay vào cái là nó chết luôn. Buổi tối mình đi mình soi nó còn chết rơi ở dưới gốc ấy. Nó kéo dài được những 25-30 ngày, cũng hiệu lực kéo dài, nhưng nó phong trừ được cái đối tượng là cái bướm mắt đỏ mọi người nhá. Đây này. Còn cái thằng vẹt xanh này thì nó đặc trị về ruồi vàng thôi, nhưng mà phun con bướm mắt đỏ thì nó không hiệu quả lắm. Nhưng mà không ngờ rằng cái khắc tinh ruồi vàng này thì nó lại đặc trị được cái con bướm mắt đỏ mọi người nhá. Phun xong mà buổi tối mình đi soi, thậm chí con nào nó bay về là nó chết, mà không thì như mấy hôm nay mình soi không còn một con nào luôn. Đấy, nó không dám bay về nữa luôn. Còn như tối hôm đầu tiên mình soi con bướm mắt đỏ đấy, không có, nó bay vào là nó chết. Cực kỳ là tốt luôn trong cái khắc tinh ruồi vàng này mọi người nhá. Để nói thì cái giá thành này nó cao ngất ngưởng luôn đấy, nó cao hơn cái thằng vẹt xanh này một lửa tiền luôn mọi người nhá. Đấy, nó tốt thì nó có ba hoạt chất thì nó lại cao hơn cái thằng vẹt xanh một lửa tiền luôn. Đấy, cái thằng vẹt xanh với này thì nó chỉ được trừ được cái đối tượng ruồi vàng thôi, nhưng nó không trị được cái con bướm mắt đỏ mọi người nhá. Đấy, nó không đặc trị được. Đây, để mình nói thằng vẹt xanh thì nó chỉ có một hoạt chất là alpha sibutin này mọi người này. Đấy, nhưng mà cái thằng khắc tinh ruồi vàng này thì nó có ba hoạt chất kìa. Đây này, nó có alpha sibutin 50 gram, cái thằng này nó chỉ có 10 gram trên lít thôi. Đây này, 10% với kép là 10 gram trên lít thôi mọi người nhá. Đấy, cái thằng này nó có 50 gram trên lít cơ. Đấy, và nó có hoạt chất, ba hoạt chất này. Đấy, nó có hai hoạt chất nữa, nó khác thằng vẹt xanh. Lên là nhiều các bác hỏi là tại sao cái khắc tinh ruồi vàng nó lại đắt thế. Đấy, minh chứng là lý do là như vậy. Cái này nó sẽ đặc trị được con bướm mắt đỏ, cả ruồi vàng thì không nói rồi. Đấy, bướm mắt đỏ nó còn trị được mà, nên nó đắt hơn. Còn cái chai vẹt xanh này thì nó chỉ đặc trị về con ruồi vàng thôi mọi người nha. Thế nên là tùy theo những nhà vườn nào ở bìa rừng mà nó nhiều con bướm mắt đỏ thì mọi người lên lựa chọn những cái dòng khắc tinh ruồi vàng này mọi người phun. Còn vườn nào mà nó chỉ có đối tượng là ruồi vàng nhiều thôi thì mọi người lên mua cái thằng vẹt xanh này. Đây, chai to này thì hòa được 600 lít nước mọi người nhé. Chai nhỏ thì hòa 250 đến 300 lít nước. Đấy, chai nhỏ thì hòa 300 lít nước mà chai to hòa 600 lít nước. Đấy. Các bác ai cần tư vấn hỗ trợ thuốc thang thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại 0386 293, em sẽ tư vấn kỹ hơn với mọi người nhá. Đấy, số điện thoại và số Zalo ở góc phải còn mình nhìn nhận là số điện thoại cũng như là số Zalo của em luôn.
em xin làm video chia sẻ cho mọi người. Mọi người xem, ai cần tư vấn thì mọi người liên hệ với em mọi người nhé. Còn trong video hôm nay em chỉ chia sẻ với mọi người ngắn gọn này thôi. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh cho em. Em xin em